mình là barista tự do. Tên là Cường, hiện giờ mình đã làm pha chế. Cái điểm ấn tượng nhất của anh là cái công nghệ mà tưởng chừng rất là đơn giản là lấy nhiệt năng của cái phần nước mà máy tự push ra và dùng cái năng lượng đó để đun sôi và tiết kiệm năng lượng hơn, với lại cái vòi steam sữa rất là tốt. Mình rất thích cái vòi steam sữa của cái máy này. Điểm ấn tượng nhất là bạn thấy là cái vòi đánh sữa nó cảm giác nó rất là sướng. Nó rất là nhẹ nhàng, nút thì nó thân thiện. Cảm giác là giống như là mình có thể là ôm nó cả ngày, rồi mình thoải mái, mình không có bị cảm giác gò bó. Nhưng một số máy thì nhấn nó hơi đau tay. Bạn thấy nhấn nút này nó rất là êm, cảm giác đánh sữa nó cũng rất là thoải mái. Hai nữa là nó đẹp. Mình thích về nguồn thiết kế cũng như là được xây dựng của cái bản như của anh này. Anh tin chắc là nó sẽ là một trong những cái lựa chọn hàng đầu và sẽ nằm trong cái phần cân nhắc mà top one của anh. Đó là một trong những cái mà mình sẽ cân nhắc đầu tiên. We'll be right back.